anh vừa bị vậy á, đứng bên kia kìa. Đây là tới điểm công quen thuộc các bạn. Ờ, quý nhà mẹ nè. Ờ, kỹ vô trong đi. Chào chả ơi. Chào chả đâu, con cậu. Hả? Sao không qua? Sao? Không gài sao không qua? Không gài bận không chuyện quá. Tà bữa nay nay gặp càng thủ đụng càng thủ các bạn. chứ đâu có sống với 10 nổi đâu mà lấy vậy. Qua lần nào cũng xỉn hết trơn. Chạy một chai dính bao một cái dập cũng chưa từng thấy luôn. Dữ lắm hả? Hồi lúc tôi giải chai là nó là bự nhất rồi. Ồ, vậy. Để chiều nhiều cho thấy mặt coi. Ghê không? Ừ, không cá mà nó tụi ông tính đồ nhậu lắm. Ồ, im à. Hả? Nè, cao đi. Nè, để nước lạnh đi. Đó, cậu bộ bé các bạn ơi. Đó, mọi đó là cậu giấc chiều. Dạ. Ôi, lên hàng bạn ơi. Đi rồi con bự. Ê đi, mini cũng được, cũng có hàng. Mini. Trời, mini đây tới chiều nhiêu đó cũng được rồi bạn ạ. Còn bạn ơi. Lên hàng. Đi hồi làm cái ẩm xuống chứ mất chị đáng trời luôn nè bạn. To hả? Im. Ngon rồi bạn ơi. Rồi. Thôi, cái bãi câu này lý tưởng nha các bạn. Rồi muốn của người là người ta trồng là cũng sớm cũng quen có dính 10 không à. Câu cá dính cái sinh mới rồi muốn về là nấu ăn chua bóp gỏi ăn luôn. Đó, cá ngớp rồi. Nó kìa. Vô. Ủa, tôm càng vô tôm nhỏ nhóc. Ủa, dính nè. Dính tôm. Ủa, tôm bự à. Tôm
bự bạn ơi, tôm bự rồi. Ủa, tương đối bự rồi. Đó, lên hàng. Đó, đằng kia thì cá ngớp đó. Để cái giọng bên kia. Dạ. Dạ. Nhỏ mà có, nhỏ mà làm dữ kẹp nữa. Rồi, nó quay rộng. Bây giờ rộng ra bên đây quá. Để rộng xa quá. Không biết em nữa kia có dính gì chưa. Này đi hai anh em. Vô. Mini 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 cũng được. Đó. Bay mini với anh em càng xanh. Nãy giờ dính không? Không. Đó, ngày mình đó cũng mấy con nè. Đây. Đây, em mình nè. Đó, cũng ba con. Đây, giờ cái gọng qua bên kia bạn ơi. Cậu để cái gọng xa đi tới lui cực quá. Để chiều kiếm hơn chục con cho cá heo được ăn rồi. Tôm ghĩa nó vậy. Rồi, dính nữa bạn ơi. Ồ. Dính tôm nữa. Ơi. À, gì mà cũng nghịch nữa. Mini gì không hả? Mini mini. Vậy mà nghịch thấy sợ thiệt chứ. Đã hơn không có, để gì, gì vừa ăn rồi. Cho nó kia ngớp thấy ghê không? Cá ngớp vậy đó mà. Không ăn lưới câu. Đem qua đây nè. Lên hàng, lên hàng. Lên hàng. Em nó lên hàng. Trời ơi, trời, mấy đi mà. Ừ, quá im rồi còn nữa. Im của em. Các bạn ơi. Lên hàng nữa rồi. Trời ơi, trời. Anh tôi mới tích, tôi mới tích tưởng đâu. Lên còn có ký cái gì. Ồ, ra đây làm người mà. Sớm vậy chóng mắt tùng hay ra đây có tùng liền ha. Rồi lên hàng nữa bạn ơi. Ô. Trời ơi. Cá sát. Im là. Chà 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 chà, cái này có đổi là giết cá sát mới được. Lên dưới này kỳ quá bạn ơi, con tôm mà lên dưới. Con tôm lên cá sát. Rồi có cái dế câu cá sát mới được. Câu cá cha không dính à. Như chất tôm quá. Chạy dữ vậy. Cá. Tôm, tôm. Tôm hàng. Chút nhỏ bự thôi. Ừ. Tôm này cũng cả ký à. Vậy mà nó làm lia chân. Thiệt tình. Rung chuông như là la đẹp 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 kiếm lan cái bấm chuông á. Đạt tôi vẫn dùng. Vô.
mà hết. Phải bữa đó bác sĩ qua là lụm rồi. Bằng bằng bắp chân. Im ru. Trời. Đứng bên kia mà bên đây nó rung chuông dữ rồi các bạn ơi. Điệp nó kiếm lan dữ tới nái Điệp rồi. Mới kiếm lan mới được. Không có quýu hả? Rồi vô rồi. Ồ ồ ồ. Lặng à, lặng à. Ừ. Ừ. Cũng được. Mắt sáng chói ha. Ừ. Vậy các bạn ơi. Con lên cành đào. Ủa cành đó con tôm hả? Con tôm. Ở bên kia mà màn Đẹp nó bấm chuồng nó muốn đứt cái chuồng luôn. Đẹp nhớ làng dữ rồi. Tới nái rồi. Tới nái rồi. Bởi vì nó bấm chuồng dữ. Đây, tôi các bạn tôm nhỏ chứ không bự. Đây. Đó. Lên hàng nữa các bạn ơi. Tôm hay cá? Tôm, ồ càng xanh nữa. Giờ lên coi, giờ lên coi. Nghe em làm cho đó được các bạn. Cho đó làm hoài nãy giờ 4-5 con rồi đó. Ai, đâu tới đây. À, khổng lồ. Này là thủy quái nè, thủy quái sông Hồng nè. Thủy quái sông Hậu nè. Đó. À. Bảo đang nhảy xuống 30 giây là xong rồi. Cá cái nó 700 kg không á. Này cá chấm cỏ các bạn. Ăn chanh dành nó ăn bình thường không. Ôi dính dính các bạn ơi. Dính tôm rồi. Cá. Cá chứ không phải tôm rồi. Lên thở trời trời tới thời tới các bạn ơi. Rồi. À, lên nữa rồi. Ồ cũng được. Rồi tới mình coi. Có chuyện gì không? Không có rồi. Không. Chạy ngang kìa. Hết mồi. Quá rung chuông nữa các bạn, không biết còn không đây. Ủa còn. Vô lại. Quay clip. Lên hàng. Tôm bạn ơi, mà tôm nhỏ. Tôm nhỏ mà làm nó ghê trời. Trời ơi trời. Vậy đó mà bấm chuông. Bấm ghê. Có còn không. Có còn không. Vừa cái phương trăm vậy ha. Có còn không. Phương trăm là có còn không. Có em. Thấy không, vô đây có vui liền không. Mà kia buồn chết luôn. Vô đây là rung chuông dài. Đây rung chuông liên tục bạn ơi. Vậy mà mấy cây lỡ không vừa. Vậy mà hết mỗi chân nữa trời. Cái cây ngầm ngoài á. Mới ăn rồi. Mới ăn rồi. Trời ơi. Lên. Im bạn ơi. Đó. Được con tôm càng xanh. Một con đó là đủ nhậu rồi á mấy chị. Hả? Chục con đó là dư nhậu rồi. Im chục con quá im ơi. Rồi, cảm ơn em. Làm miếng phê đi cho sáng. Vậy là chiều dứt được không? Không? Chưa gì, đủ hạn rồi, hết hạn tù rồi. Ừ. Cày chiều cày chiên ha, nướng này. Nướng thì ngon hả? Nướng thì ngon. Ừ. Ốp nướng ốp cả nướng. Ốp gọi trơn rồi.
Ừ, mình chỉ là đưa lên lò là dứt đó. Em đi khoan mấy. Ừ. Phê các bạn ơi. Để cái máy đeo chiếc ngực đó, nó hơi rung ha, các bạn thông cảm nha. Cái cà phê rồi, cà phê chưa? Mời đãi cà phê chưa? Mười hai giờ 15. Đó, thấy thằng kia cá nó ngớp không? Đó, thằng kia ngớp vòng vậy đó. Buồn ngủ gặp chú anh. Có ly cà phê này hết ngủ rồi. Không câu gì là mấy hút vui là câu ăn này bực gì kiếm á. Ừ. Có bự có nhỏ. Phê bạn ơi, ai thèm cà phê uống cà phê nha. Trời ơi, phê. Đúng là phê thiệt, cà phê uống vô phê thiệt. Ồ, phê em. Rồi móc ngoài tiếp. Có gì không đây? Ồ, dính rồi. Vô. Vô bạn ơi. Cũng khá à. Khá à. Vô. Lên hàng. Lên hàng. Đưa vô là gì nè. Bá vô là dính nè. Anh thấy nó dễ là nó dính rồi đó. Dạ. Nhỏ mà cắn với trời. Cắn dữ ha. Rồi. Tức là chạy đúng không? Thấy cá ngớp rồi. Lên hàng không? Rồi. Lên hàng nữa. Mini. Em mini. Ồ. Đi hoài cũng được rồi các bạn ơi. Mini không à? Năm con mini cũng bằng con càng xanh. Mini thì một ly. Hả? Lên hàng nữa các bạn ơi. Ngay gốc đó nè, em vẫn làm hoài luôn á. Đó. Càng xanh luôn, càng xanh mini luôn. Này các bạn, ăn cơm này các bạn. Càng xanh mini. Đâu đâu, dở giọng lên coi. Có con mới rồi bạn ơi. Ồ, thành quả dữ nha. Ồ, đây, mới có cái xác luôn. Ồ, êm à, này trọng không nha. Em mình nó hơn mình rồi các bạn ơi. Trọng đều mình có bự có nhỏ. Trời đi. Đây mình đây thôi. Tôm hả? Trời quá. Có một chuyện nữa các bạn ơi. Đặt lợi dính tôm luôn. Hồi sáng cá này chạy 6 con mà. Mà bỏ gọng đi. Ừ. Sao cầm?
Để nè, cá này sáng chạy 6 con. Ôi hiểm. Trời, nó cắn. Con cá bóng nữa kìa. Ôi các bạn ơi, tôm này tôm không có bự, tôm gì dừa. Sáng chạy tôm bự không chị anh kia ba cái là 150 ngàn. Là cái đó đó hả? 50 ngàn cái đó, mời anh sáng anh điền vòng cái đủ ăn buổi sáng nữa, dỡ mấy cái lợp chứ dỡ cửa ngục lên là xong. Có lợp nữa hay vậy? Ê, lên nữa. Thử coi chạy. Cái này có gì không? Cách đêm chạy nó nhiều. Đang đêm chạy ha. Cái này sáng thăm gọi hả? Thăm gọi đó. Đó. Ồ, hai tôm con nữa, nhỏ nữa. Dạ con. Ồ, quá yên, quá yên. Nè. Này không có càng xanh các bạn. Tôm đủ cái đuôi rồi kìa. Mỗi con là 2 ly. Đó, giết 2 cái. Đó, anh mười. Đó, mười còn dịu thấy không? Sáng anh đi vòng vòng lượm mấy cái lợp là đủ nhậu rồi. Không mấy tôm là kho tàu dứt xong buổi sáng rồi. Thọt vô bên kia. À. trước khi nó lên nồi là tao phải nhảy rồi vậy chứ đó. Mười còn vậy các bạn đợi đem con chi gì mấy đi tầm lắm luôn không được rồi để cái gọng đi kìa, kìa, không, cái gọng đó kìa giờ qua đó rồi đó. Quá yên các bạn ơi. Đây là có mồi cá heo, cá heo ơi. Cái heo cũng không tôm, bữa nay con tôm có nữa rồi, cá heo ơi. cây xanh lá gì đó. Đây. Đó. Đó, có người ta con tôm càng xanh. Dính nữa rồi, ui lên hàng nữa các bạn ơi. Ui tôm bự hơn quá im dính luôn tôm các bạn ơi. Đó còn ngay cửa sổ bè luôn. Đúng rồi, câu chỗ này vui quá bạn ơi. Cá tôm không bự mà dính liền liền à. Trời vậy là ngon rồi. Không. Dạ, ai. Ai. Không cắn dữ các bạn. Vậy là cắn cái tay mà. Tôm nhỏ chứ cặp tôm bự nó cắn chả máu luôn á. Rớt máy xong cái cửa sổ điện thoại nữa nè, cửa sổ lên tôm nữa coi. Rồi lên tôm thức ăn đó. Đó thấy không, thấy kịch không, tôm đạn dưới không nó. Ôi cá xác. À ơi. Cái xác. Ôi dính cái kỳ. Ôi. Tới số thiệt. Cái xác là trắng bóc luôn rồi mà. Ôi. Ôi im. À, cái xác nè. Chắc loại ngang dính à. Ồ cá ngon thì ghê không?
Ôi dính cây ngay cái kỳ loại ngang dính đây. Tới số thiệt. Đó. Cái xác trắng bốc luôn, trắng tươi luôn, ngon, hết sức. Tới nữa rồi. Con gì đây, con gì đây? Con tôm mà không biết dính con gì đây. Dính con cá rồi. Cá hả, tôm bự đây. Dính cá rồi. Ôi, mất gốc. Thôi lên rồi. Lên rồi, lên rồi, nó kẹp cái vậy lại. Tôm bự các bạn ơi, tôm càng xanh. Tôm càng bự. Ui. Yeah. Tôm càng lửa chứ không phải là. Ui. Càng lửa luôn. Tôm bự các bạn. Vô nghe. Ui, tôm xong mà. Đó, hai con mắt sáng cháy. Ừ, hàng chi. Lên tập thể dục có hai tay vừa hai tay hai chân hả? Ừ. Đó, tập thể dục đó. Ở dưới nước không được tập. Lên bờ tập. Ôi, êm bạn ơi. Chỗ này êm quá. Bởi vì tiếng mài cho đó hoài luôn ha. Ủa cung chuông thì sợ trời. Rồi. Rồi. Nghỉ tập thể dục đi. Được rồi. Trời ơi gãy càng luôn à. Tự kẹp mình. Có mà tôm càng à. Càng nhỏ nhưng mà cái mình nó bự, chứ cái tôm càng xanh thì cái mình nó nhỏ mà hai càng nó bự. Ây da, ây da. Rồi, kẹp cái tay. Này em bạn ơi. Rồi tiếp tục chiến đấu tiếp. Đó. Tầm đó đó, ủa có cái he. Ủa. Cái he dữ hả? Hai con có đâm ha. Ủa hay ta. Ủa kìa. Cái gì? Cái vinh. Vinh con. Ba em. Ok. Đi giữ cho. Ừ. Cái heo sớm cho ăn nó ra ngoài kia kìa. Bên hông nè. Ngoài ra giữ cho. Lúc hè này em đi chứ biết. Thả dưới bè lại đi. Nói không mình đang bè. Đưa qua đây em kéo xéo qua đây nè. Dính không? Dính. Kéo xéo qua đây nè. Đây dính cây ạ. À. Nè nè, lọn qua đây nè. Ừ. Con tôm cá. Cá. Cá hả? Cá. Cái gì trời, cái sáng quá. Kịch không? Còn kịch nè. Ừ, có rồi. Ủa, cái xác rõ ràng. Ừ. Trong rau. Ê, chưa. Ê, đợi cầm gì đi. Rồi. Ủa, ở công chuyện luôn, trời ơi trời. Này gỡ đi. Lúc. Để bỏ đi. Kìa. Để cái thùng lúc bè kìa, tiếc. Hả? Để vô, trời ơi, nặng thế ghê vậy. Thấy là 80 kg không tí. Cái kia hết 70 rồi. Cái rồi gỡ luôn. Ừ, ha, có cái xác. Đây có cái xác dài ha. Đó. Thằng thủ bắt rất dễ. Đây nè nè, ổng nè. Thằng thủ rùa đó bắt rất dễ. Được không? Thơm. Thơm.
Còn Nghĩa quýu xuống đi. Còn cái xác. Ui, thêm cái xác. Dạ, yeah. Xác đang tươi à. Cái xác này mà khô ẹt ha, trống rồi, rau muống luộc ha. Bỏ luôn. Bỏ cái nồi cơm luôn nha các bạn. Rồi. Này kho kho quéo nha. Quéo mặn ra đường tươm tươm mỡ ha. Cái gì chịu nổi. Rồi. Rồi. Cá ăn các bạn ơi. Nó đó đó đó. Ơi chuyện ơi. Ba cây rung luôn hả? Ồ ồ. Thiệt hả? Ừ. Chắc cá sát nữa rồi. Câu cá sát mà. Kiếm cá cha đâu. Rồi. Ừ. À, cá sát quá thơm các bạn ơi. Cá sát bự bự luôn nha, hai ngón hơn trắng phít thấy không? Trúng cái mụn luôn rồi. Đó. Có im. Trúng cái mụn dưới luôn rồi. Chục con cá sát này là im rồi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cá nó ngớp ghê không? Một cần thủ nó ghê xa quân đội. À. Cá ngon ghê. Sát. Chục con rồi. Em có một chuyện về trước các bạn ơi. Ô, chục con đâu, mười mấy con, một con 45 con lứa lứa không à. Lứa quá im rồi. Chúc mùa tôm rồi các bạn ơi. Bự bự sống. Ờ cái này là 10 không rộng nữa nè. Nè. Đó. Bên đây mới nhiều à. Hồi mình nướng là gai là gai. Rồi, tới thời khắc quan trọng nhất trong ngày. Câu xong là mình làm lai gai với 10 chơi các bạn ơi. Câu một mới tôm nè, mới tôm đó còn đem về cổ này. Trời ơi trời, 10 á, cổ này là cứ 10. Cái gọng nè. Rồi, cái gọng ơi. Trời ơi. Mình lớn rồi mình ăn ba này, tội chết. Trời ơi trời, đâu ngàn xanh không. Gái bữa hổm anh mượn đãi mới thơm rồi. Bây giờ nó bắt nó đánh do nước kìa. Mình nói mình ăn ba này tội chứ. Thôi được rồi. Trời ơi. Trời ơi anh chạy không á. Vậy là mò dưới đặt. Mò dưới đặt cái ngục hả? Ba lợ á. Trời ơi dữ. Tiếng quá vậy. Trời ơi đâu ngàn xanh các bạn ơi. Để ra coi phim cái. Mình về con gái đi. Ôi. Lớn mà anh tội lắm. Anh mười anh ngán tôm rồi. Giờ có một thịt kia nữa. Bạn ơi. Ui. Bắt từ từ á. Thôi. Chủ yếu gì đi. À, rồi. Họ tiến qua bắt nữa. Rồi. Có mời bác sĩ ăn hả? Rồi rồi từ. Ủa. Nè bạn ơi. Quá im. Quá. Quá ngon. Quá hấp dẫn. Rồi cái giọng bổ cái giọng này bổ sung một mới tôm nữa. Mới tôm càng xanh đã, tôm càng xanh đã thiệt. Bạn nói sàng năm bả mua 20 cái lần rồi sức các bạn rồi còn xanh á.
mấy con tôm càng xanh vậy chứ cái mình nó ốm ha. 2, 4, 6, 8, 10 con. Trời ơi, 10 con. Rồi cái này. Giờ là em mời con này anh một bọc thịt cậy ha. Ừ. Tứ khế rồi. Ngoài thử mua thịt chó đi. Thịt chó cậy. Cậy. Rồi, bây giờ các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Đậm. Ừ. Thôi, tao không hút. Nhậu là không có chơi. Vô nhậu ngon. Ăn bánh mì mà nó trùng khẩu trang nè. Chiều chiều gió hiu hiu làm lại gai một miếng tôm xong với miếng thịt cầy. Thịt cầy nướng chấm mắm tôm các bạn. Đó nè, khỏi rồi. Nhét vô bánh mì á. Trời ơi, chả bánh mì mà dùng cậy ăn ngon bạn ơi. Thứ gì còn của. Cần cần tàn sát cần cái thứ cần. À, vô nè. Vô bạn ơi. Mời các bạn nha. Bạn cục ơi. Cái này họ vô lửa sao? Cái gì được rồi. Cục vào cái rồi. Thì không đưa vô lửa. Quá ăn luôn bạn ơi. Ui. Đẹp hết rồi, chết rồi. Quá cháy rồi. Cháy cái này nó thơm. Sườn non nữa. Cua. Sườn trống. Cua. Gạch các bạn ơi. Nè. Gạch nè. Ông gò ông ăn tôm ông bỏ gạch. Bỏ tài. Không biết ăn cũng được đi gọi miếng này. Hết sảy chưa? Trời hết sảy con bà bảy luôn. Cái này nó nhức gan dữ à. Quá ngon các bạn ơi. Tôm xong. Mà ăn liền nữa, nướng nữa. Chừng nào hết dịch mời các bạn giao lưu với anh em tôi ngày nha. Vụ gì chứ vụ tôm là bao đâm đó. Anh các bạn ơi. Anh mời quý diệu. Coi em. Các bạn ơi, nhậu tôm mà lẳng thịt chó nó đã một cái tàu rồi. Rồi lột lại gái đi, sợ hết tôm vậy trời. Mình đại lý mà. Vô. Tỉnh nè. Ăn đi, ăn được, ăn mạnh mạnh đi. Vô anh em lai gai nha các bạn ơi. Mời các bạn ăn. Trong hoài nào clip sau đi mình làm cái clip mình mò cái ha. Lặn cái clip sau gặp người kém mò chúng bà cũ mò cái này mò đó mò có cái bè này không là 63 con lú gì không cái này nhiều ha. Ừ. Trước sau cả này bây giờ vô gốc rồi nước nó chưa dịch cỡ đó đó không có càng mượn cỡ đó gì vừa nay quá đã rồi vừa vài bữa mà bỏ bãi xuống cỡ mà mình mò hến á có vẻ mà lúc mà mình kém á nó rút ra ngoài hết trơn rồi bây giờ nó trong đó tự con trống á. Thank you.
bữa nào bác sĩ qua vô mà một tầm bữa không ăn nướng quá nhất nướng nhì chiên tam xào tứ luộc phải không là cái... hiểu không mua dời khổ dở lắm đồ nào cũng vậy hết trơn á nhất nướng rồi nhì mới chiên rồi. Rồi tam mới xào tứ mới luộc ủa lì ổng á lì anh em mình cái bên tiếp ly hả? Ừ. Không bây giờ thì nó quất được vài lon hả? Sao bột này nhéo chảy chứ? Được đó anh, để một lát rồi khô gan à. Bây giờ lính nó vậy? Ừ. Trời ơi này. Cho nó ăn nó thưởng thức một cái. Này. Mày ra đi mày. Này, ông anh nói với gùa đây. Cái này của tao ha, cái tiêu phụ mày cái gì bước qua sân chết của tao à. Bây giờ để cho mèo. Ừ, dữ dằn không? Chưa ăn thằng lần nào ăn thưởng thức cá người ta giòn, nó thơm, nó dai. Ngon. Có lóc ra rồi. Có thêm cái đi. Không uống quá uống rồi. Ha. Điện giải xuống, điện giải lên nữa, giải xuống á. Ừ. Ừ. Giải lên, giải lên, theo mày hoài như chết quá. Nhất. Nào giờ không biết uống rượu. Vô, vô. Vô đại ca kìa. Dạ. Yeah. Anh em giúp cái coi. Giúp cái lấy nghe nó nghỉ coi. Thôi. Rồi dụng cái đi. Rồi không thì nghỉ đóng nữa. Trời ơi. Chú nào. Trời ơi. Kìa vô nè kìa. Ăn cái thôi. Ừ. Hút gồm té luôn. Cái gì hay là trò hút chút xíu trời. Có cái này sáng nghe uống thuê ngồi xe dọc xe dọc đó. Xe dọc tới 10 giờ chưa hết. Ba uống được à, xíu nè, xíu cho cố luôn nè. Bơi nè. Trời ơi, mà đã. Cái này hút là rượu nhắm người lại nó ngửi và hút rồi vô nút mỏ nữa đã. Ngon ngọt. Vô. Nữa hả? Ôi trời. Thế là ngoài hút nó nhẹ quá, trong này là ngày, trong là ngày cứng, là ngày lâu hết thầy. Nha. Lên này qua mua bán này cho mày hút, em hút nhiều nói em nghiện chết luôn quá. Em đâu cho em hút đâu tới chừng nào tới cự dữ lắm ông muốn cho em hút chứ ông quản lý dễ gì. Sáng hút ngọt không ngọt ơi. Sáng không ngọt bây giờ ngọt hả? Lụm. Đưa một mới ngọt chứ quấy vô. Mình gì cử? Ngọt chứ quấy vô. Trời ơi, kẹp sao? Đưa không ngớt rồi đó. Không biết à. Đây nè. Đó. Giết nhiều cán thì mua 200 thằng gùa nó hồi sớm giờ nó cưng mồi rồi. Đi sớm giờ có tôm răng tôm không rồi chứ ăn cái nữa hết luôn. Anh đi lém trời ơi trời. Không, anh lâu lâu anh mới ăn cái đó. Hết các bạn lâu điện con à. Quên nữa. Nó qua biết bao nhiêu lần nó lấy số rồi đúng không điện đèn nghĩa sắp máy được tôi rồi đây máy được đây máy biết nhiều mà nó bởi vì nhiều khi điện ông này rồi xong nó ủi xong mà nhiều khi tôi qua bên đây tôi bỏ máy quá anh khá nó giữ đi hỏi máy này nè trời ơi trời chết luôn rồi trời sớm giờ quay phim trời ơi bác sĩ ơi tới rồi nghĩa ơi trời ơi trời các bạn ơi bây giờ nè bây giờ nè cái này ăn chưa hết mà bây giờ hết 10 con tôm nãy bây giờ bắt lên đông bình tôm bự không bị trời 2, 4, 6, 8, 9 con nữa trời ơi một mình nãy giờ có chục con bây giờ còn 9 con nữa
quý vị thấy sao? Trong quê mình nhậu mà nghèo gì không mấy bạn ơi. Trời ơi. Tôm càng không em, nó tôm càng nhỏ nhỏ nhưng mà cái mình nó mập. Nhỏ mà có nhỏ các bạn. Ừ. Nhắm vậy thôi. Nó xài nhậu mà nghèo mà. Ơi trời. Quá các bạn ơi. Có không? À, nó bắt tôm lên nhậu tiếp các bạn. Bởi vì nó mờ anh mờ quỳ diệu đâu các bạn đâu có tin. Tại sao anh mờ quỳ diệu sao có tôm nhậu hoài. Có tôm hoài luôn. Nè. Chào các bạn ha. À. Muốn nhậu là có tôm nhậu. Bởi tôm tôm xong không? Qua ngồi chịch đến giao lưu cùng kênh Vải Lương Vlog. À, hút xì gà nó ngậm ha. Ghê không? Hút xì gà rồi giỡn à. Đó, nè. Trời ơi. Nãy 10 con tôm nãy hết đó các bạn. Giờ thêm 9 con nữa. Nè. Tôm xong không nha. Quỷ quyết. Tôm của anh 10 quần diệu anh ảnh bắt tôm bởi vậy. Tại sao anh 10 quần diệu? bắt cá bắt tôm nhưng mà anh hay lắm, cái tôm là anh bắt là đại tài luôn, tôm là anh bắt anh gọng sẵn, mình đi câu kiếm từ con chứ anh bắt cả chục lần cả chục con luôn, mò chút xíu mà sức nhậu các bạn ơi. Các bạn nào xem thấy thích bấm đăng ký kênh mình nha. Rồi có dịp thì các bạn giao lưu với mình với anh Mười chơi. Đó, anh Mười Thuận. Đến rồi có cá, có tôm thì có tôm. À. Muốn ăn gì các bạn đó. Liên hệ trước với mình số điện thoại 0385 006 321. Đó, 0385 006 321. Đó, có chạy với màn hình luôn. Muốn giao lưu thì liên hệ mình. Gặp anh Mười Quyền Diệu. Đó. Đã là giao lưu sông nước chơi. Đó, cảnh vật thiên nhiên ở dưới bè nuôi cá câu cá luôn, các bạn nào thích câu cá thì tới đây câu cá chơi. Đó. Thì mình cũng anh em mình cũng qua đây câu chơi rồi anh em mình chiều làm lai gai chơi. Bạn nào thích thì cứ giao lưu. Đây cái cách anh làm con tôm nó chết mà nướng nó không có nhảy rồi. Con tôm xấu ha. Bẻ anh nói rồi, bẻ cái mình bẻ cái yếm trước nè các bạn. Đó thấy không? Cái bắt đầu mình lặn xuống đây mình út lên đây cái rồi là ghim vô cái điểm nguyệt đó, ghim vô cái lưng đó. Đó nè. Rồi con tôm nó ngay trời luôn. Từ từ rung rồi các bạn ơi. Con tôm nó giống như điểm nguyệt đó, dính vô. Tập thể dục. Quá trời. Rồi xong á cái đưa lên là con tôm nó không nhảy luôn à. Rồi. Rồi để lên coi nó nhảy không. Rồi. Cái khoảng để cho nó rung hết rung cái giật rồi đó. Tội nghiệp nó quá trời thôi. Vậy ra đường nào nó vậy? Nó đó các bạn. Ui ơi rồi. Vậy chết. Vậy chết hả? Ừ. Chứ khi cái nào chết, cũng phải cho tay nào cái. Nào cũng có cái xác sức của nó ha. Trời ơi. Tôm xong nha. 4 con này thôi là nhậu xỉn rồi. Chứ đừng nói 10 con kia hồi nãy. Bây giờ 4 con này còn 5 con bên đây nữa. Rồi mời các bạn nha. Bạn ơi à ra bây giờ nữa đó thêm mồi đó 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 bây giờ chính xác không hồi nãy mồi kia hết bây giờ thêm một số mồi nữa đó. Tôm thôi tôm xong thôi. Anh Mười Quần Diệu là muốn bao nhiêu tôm là có bao nhiêu tôm đúng không anh? Yeah. Đó, nè
mời các bạn đến giao lưu cùng tôi và cùng kênh Bãi Liêm Vlog. Cái chén này còn tôm rồi chưa ăn nè. Bây giờ tôm đây nữa. Ơi. Sao chịu nổi đây? Các bạn ơi, tiền bạc thì khó kiếm chứ tôm thì chút xíu à, mặc sức mà ăn. Ai muốn ăn tôm xong liên hệ mình nha. Liên hệ giao lưu chơi. Chứ không phải là mình bán hay gì à. Không, ở đây không có bán à. Đây không bán, chỉ ăn miễn phí thôi. Dạ. Đi gần lại coi. Đó, tình nghĩa anh em. Đó, vậy mới càng tình cả nghĩa. Đâu cần uống bia làm gì. Uống rượu nhưng mà ăn tôm xong thôi. Dỡ lên coi. Dỡ cái càng á, dỡ à. Nè, cái thứ này nó tức tôi. Ok. Nó tức tôi. Pháp mà hiểu Pháp. China. Mà hiểu China. Câu ca kìa. Cà. Đây à. Chào các bạn à. Đây có anh của anh Mười Quần Diệu nè. Hả? Nè đồng quê. Năm tới chiều ảnh tới chơi anh em chiều chơi vậy đó các bạn. À. Ai về An Giang nhìn sang Mỹ Thành. Cảnh đẹp miền quê trông rất hữu tình. Ok à. Quê tôi nay đã được thanh bình. Con đò đưa rước khách à. Con đò đưa rước khách phi tình ngoạn du. Hay quá. Vỗ tay. Vỗ tay. Ok. Dùng đất của tôi nay vàng quanh sông nước. Du khách dần chân nhìn ánh bình minh lỗ dạng cuối chân trời. Yeah. Con đò sang sông dân tay làm chân lá rụng các bạn ơi. Nơi này khách du hành dừng chân nơi đầu ngõ ngắm hàng dừa xanh cạnh bờ sông. Đẹp làm sao liếp cải hàng rau còn thuyền ngư phủ bồng bềnh trên sông nước. Bao nhiêu tiếng nói đi vào trong tâm tường hương thanh bình thoảng nghe khắp miền quê. Vô rồi. Rồi, chúc mừng ca sĩ. Hát quá hay, quá hay này. Vô. Rồi, nhiều rồi. Vô. Tới ca sĩ khác. Bạn thấy anh em mình chơi tình nghĩa ha. Quá vô. Chiều quê. Đó, mình chơi la gai các bạn. Mình ăn miếng mồi, mình nhắm ly vài ly của đế, mình hát ca sướng chơi la gai. Quê tù mùa nước lũ. Nhậu toàn cầm tôm lên ăn các anh. Quê tôi mùa nước lũ nhậu toàn tôm với thịt chó không các bạn ơi. Cái tôm ăn anh. Trời ơi cái gì mà bạn. Còn ba câu nữa. Trời ơi nó ngon nè. Em ém lại. Nhất là gạch nè. Các bạn à, cái này mà mình khều nhéo nè các. Đã luôn. Nút dữ ha. Trời ơi bà mẹ nó ước gì mà có gạch đầy gì tôi ăn hoài nó đã thiệt tình. Bởi vậy ơi. Các bạn gạch mà húp kiểu đó mà ước có hoài đó các tôm bạn. Tôm này là tôm coi bữa nay mới mùng 5 hả? Còn gạch son. Còn đã son. Lắm. Còn gạch son đã lắm. Lâu lâu các bạn qua miền quê chơi giao lưu với anh em chứ tôi. Giao lưu với anh em nè, đó, vậy đó. Uống ít chứ không có nhiều. Rồi.
vài ly rồi cá chơi lai gai vậy thôi chứ không nhiều. Sống nước miệt vườn. Bây giờ bắt đầu nè. Đập ơi. 2 3. Đập. Các bạn ơi. Giờ ra đầu tôm à. Đầu tôm nè. Bây giờ là húp gạch cái. Mình húp gạch cái à gạch gạch tôm cái ha. Trời ơi mày húp ra tao thèm quá mày ơi. Quán của tôi bán đồ thật ngon. Khách muốn chi kêu gọi có liền. Đủ các món tây tàu trạch miên sang trọng như tiền. Măng có rồi đuôi chuột xả chả chuồn tròn thêm canh rận nhái bầu ảnh ương nồng nọc gút xương chàng nghèo ảnh ương chàm quạt mà hầm bà lằng đồ đủ mặn tờ thằng lăng đĩa mén chuyện tờ quan tôi cầu cậu ai mà không có nhậu rượu đế nè công si huế kỳ hảo hạng cả làng đều chạy mặt. Dữ dằn. bữa nay này là nói thật sự các bạn á, tôi nãy hàng anh thiệt á, rồi cỡ nào cũng chơi được cái đó nè đó thấy không hàng anh à, cỡ nào cũng chơi được các bạn. Thôi vậy mình hẹn các bạn clip sau nha, kết thúc clip đây, hẹn rồi lại clip sau rồi chào hẹn bạn clip sau nha. Mà trước khi chào mời các bạn ăn con tôm với tôi á, bye bye nha, chuyến sau gặp lại. Bao ruộng đã có bạn ơi. Chào bạn, có gì muốn giao lưu liên hệ mình nha. Rồi bye. Dòng tôm trong nữa. Quả đi câu của cha mình ngày hôm nay đây. Trời ơi, bao la. Ăn cái này biết chừng nào hết ta. Trời ơi, con cái dảnh nồm hay không? Thấy không? Nghe chưa? Đó, con tôm đó nè. Đó, tôm càng xanh luôn mới chịu chứ không phải loại tôm bình thường nha mọi người. Đó. Nè, cho em đi ra đây riêng nè, thấy không? Bự quá trời bự luôn. Đó, ghê không? Trời ơi, đây là thành quả ngày hôm nay đi mọi người. Ok các bạn, đây là khi một hồi mình đã phân ra thì cá ra tá, tôm ra tôm đây. Trời ơi, thấy không? Đây là 6 bé tôm rất là tiêu biểu và một đàn bé tôm mini nè mọi người. Thấy không? Bé này bé còn sống luôn nè. Bé đành đạch luôn nè mọi người. Trời ơi, 6 em tôm này trời ơi, nó bự dữ chả chờ. Không? Ê! À! Em tôm này manh động quá không được rồi. Hồi cho lên dĩa luôn nè. À, em tôm quá sức là manh động. Rồi còn mấy bé cá này nữa nè mọi người. Để coi coi mấy con đây. Hình như là 5 con. Trong đây có 4 con bự và 1 con nhỏ. Con nhỏ này là con gì vậy ta? Thôi không biết đâu, chúng ta đừng có quay mọi người. Cái điểm chú ý của cái clip ngày hôm nay đó là mấy bé tôm bự giả mang này không? Đó, lấy một bé tôm bự khổng lồ này so với cái một em tôm ở trong nè, thấy không? Bé tôm nhỏ nè. Đó, thấy không? Nhỏ xíu luôn. Nhỏ xíu gì nè. Mà con này nó bự bành kia không? Cái càng nó bự thấy không? Cái càng nó xanh thấy không? Đó. Ăn cái này chắc ngọt lắm. Tại vì nó là tôm sông mà. Vừa là tôm sông, vừa là tôm bự luôn. Biết nói gì nữa mấy bạn. Nhức nách. Đây các bạn ơi, sau khi mà chúng ta đã luộc xong, không có nướng nha, tại vì nướng rất là mất thời gian mà cái hương vị nó cũng không ngon nữa, nên là thành ra như thế này đây, một cái dĩa tôm luộc rất rất là ngon luôn. Đó, thấy không? Thấy mấy em tôm không? Bự chả bát chả bự luôn nè. Mẹ mình á còn phổ biến thêm một cái chén nước chấm đây. Trời ơi, độc đáo quá ha mẹ ha. Đó, rất là ngon luôn. Chén này mà chấm với bé tôm là số dách đúng không mọi người? Trời ơi, còn gì bằng nữa.